Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập trong chuyên đề phần so sánh. Trước khi vào chữa bài tập thì cô Trang Anh sẽ nhắc lại một chút phần công thức của so sánh. Với phần công thức của so sánh thì các bạn có thể tham khảo trong cuốn cẩm nang tiếng Anh, vì phần cuốn cẩm nang tiếng Anh sẽ là cái cuốn mà giúp cho bạn có thể nhớ kiến thức một cách nhanh nhất và hệ thống nhất. So sánh là trang 113. Ở trong trang 113 thì các bạn sẽ xem cho cô như sau này. Chúng ta sẽ nhớ cho cô một số phần công thức của so sánh khá là đơn giản thôi. Nó sẽ có là có các loại của so sánh, nó là so sánh bằng. Với so sánh bằng ở thể khẳng định nó sẽ có là chủ ngữ 1 cộng verb cộng S cộng tính từ hoặc trạng từ cộng S cộng chủ ngữ 2 cộng verb. Thế còn nếu như mà là so sánh ở dạng thể phủ định, nó sẽ là chủ ngữ 1 cộng với verb của chúng ta ở thể phủ định, sau đó cộng với S hoặc the. Nhớ có sự khác nhau này. Với thể khẳng định nó chỉ dùng as thôi, nhưng còn nếu mà phủ định nó có thể dùng as hoặc so, đằng sau nó cộng tính từ hoặc trạng từ cộng s chủ ngữ 2. Thế còn nếu với danh từ nó sẽ có công thức như sau. Nó sẽ dùng as many few cộng danh từ số nhiều, hoặc nó dùng as hoặc much, as cộng much hoặc little với danh từ không đếm được. Thế này chúng ta sẽ có với so sánh gấp bội. Nhớ cái này rất là quan trọng với các bạn này, so sánh gấp bội. Đó là chủ ngữ cộng động từ cộng số ra bội. Đây là số ra bội nhá. Số ra bội là gì? Là những từ chỉ số như là half. Là những cái từ chỉ số như là half là một nửa này, twice, hai lần, three, four, five, zero times, ba lần, bốn lần, năm lần, đúng không? Rồi sau đó sẽ cộng với much hoặc many cộng tính từ, cộng với danh từ, có trường hợp có trường hợp không, cộng với s, cộng với danh từ. Ví dụ, nó sẽ có như sau. Ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới với cùng một công việc giống nhau thì phụ nữ chỉ nhận được khoảng 40-50% số lương như là đàn ông nhá. Thế nó sẽ có là khi chúng ta chuyển sang so sánh hơn hay so sánh hơn nhất thì chúng ta phải nhớ cho cô đến thế nào là tính từ ngắn và thế nào là tính từ dài, thế nào là trạng từ ngắn và thế nào là trạng từ dài. Thì cô sẽ có là tính từ và trạng từ ngắn là những tính từ và trạng từ chỉ có một âm tiết như big, small, hot, cold, thin, fat và có hai âm tiết tận cùng là một trong năm đuôi sau. Ví dụ cô sẽ có xong từ happy hai âm nhưng tận cùng là y dài vẫn là ngắn, clever hai âm nhưng tận cùng là error vẫn là ngắn. Thế rồi cô sẽ có từ simple, đúng không ạ, simple hai âm nhưng tận cùng là e vẫn là ngắn, narrow hai âm nhưng tận cùng là ow vẫn là ngắn, quiet hai âm tận cùng là et vẫn là ngắn. Xong chưa? Rồi chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ chuyển cho cô sang. Thế còn tính từ dài là gì? Chờ, tính từ dài là những tính từ mà có từ hai âm tiết nhá. Những tính từ trạng từ có từ hai âm tiết tận cùng là những cái đuôi y chỉ được coi là tính từ trạng từ ngắn khi bản thân nó có đuôi y dài. Nhớ nhé. Nhớ là những từ, đúng không ạ? Những cái tính từ trạng từ có hai âm tiết tận cùng là y dài chỉ được coi là tính từ trạng từ ngắn khi bản thân nó có đuôi y dài. Ví dụ, cô sẽ có từ sau, cô có từ lovely, đáng yêu. Từ này là tính từ dài vì sao? Vì nó được cấu tạo bởi love cộng ly thành lovely. Đúng không ạ? Cô có từ quickly là trạng từ dài vì được cấu tạo bởi quick cộng ly thành quickly. Trong đó cô lại có từ early của chúng ta là tính từ trạng từ ngắn bởi vì bản thân nó có đuôi. Tiếp này, vậy thế nào là tính từ và trạng từ dài? Tính từ và trạng từ dài là những tính từ trạng từ có từ hai âm tiết trở lên nhưng không phải là một trong năm đuôi trên. Ví dụ từ beautiful, handsome, intelligent, hardworking, đúng không ạ? Vậy so sánh hơn với tính từ ngắn, bạn nhớ cho cô là nó có dấu hiệu như sau này. Nó sẽ có từ the ở giữa này, đúng không ạ? Nó sẽ có tính từ hoặc trạng từ cộng với error, cộng với error, thêm đuôi error cho cô nhé. Thế còn với tính từ dài nó sẽ có công thức là chủ ngữ 1 cộng động từ cộng more cộng tính từ trạng từ cộng the cộng chủ ngữ 2 verb, đúng không ạ? Thế còn so sánh hơn với danh từ nó sẽ có công thức là chủ ngữ 1 cộng động từ cộng more cộng danh từ cộng the cộng chủ ngữ 2 cộng verb. Thế còn so sánh hơn nhất thì sao ạ? Thì bạn nhớ cho cô là so sánh bằng có dấu hiệu là từ as, thì so sánh hơn là từ the. So sánh hơn nhất của cô là từ the, đúng không ạ? Từ the nhá. Vậy cô sẽ có là chủ ngữ cộng động từ cộng the cộng tính từ hoặc trạng từ thêm đuôi st nếu ngắn. Thế còn với tính từ dài nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ cộng the chèn thêm most vào. Nhớ này, nếu như trạng từ tính từ dài ở dạng so sánh hơn nó thêm more thì dạng so sánh hơn nhất nó thêm most vào, đúng chưa? Rồi nhớ cho cô một số bảng quy tắc đặc biệt này, một số bảng đặc biệt, cái bảng này chắc các bạn biết, đúng không? Rồi chúng ta sẽ có đến phần sau của chúng ta, đó là với so sánh càng với càng thì càng này. Cô sẽ có là với tính từ ngắn nó sẽ có công thức là tính từ thêm đuôi error cộng n tính từ thêm đuôi error. Ví dụ the summer is coming, it gets hotter and hotter. Đúng không ạ? Mùa hè sắp tới và nó càng ngày càng trở nên nóng hơn. Thì cô sẽ có với tính từ dài nó sẽ có công thức là more and more cộng tính từ. Với danh từ nó sẽ có dạng là more and more cộng danh từ. Thế còn so sánh với cái dạng thì càng nó sẽ có hai vế của chúng ta đều có the, nhớ nhé, có dấu phẩy ngang ở giữa. Hai vế của chúng ta đều có the. Và nếu ở dạng so sánh hơn, sau the nó cộng với dạng so sánh hơn của tính từ. Nhớ. Rồi chúng ta sẽ vào bài cho cô luôn này. Cô sẽ có với câu số 1 của chúng ta.
Với câu số 1 của chúng ta, bạn nhìn thấy câu này chúng ta sẽ là dạng so sánh càng thì càng. Có the ở bên này rồi, chắc chắn bên này cô phải dùng the. Nếu dùng the thì cô bỏ A, bỏ B, bỏ C. Bỏ A, bỏ B thôi đúng không ạ? Sau cái the này của cô phải dùng ở dạng so sánh hơn này. Vậy thì ý C của cô không thỏa mãn vì từ hit là danh từ. Vậy nếu là danh từ nó phải cho thêm từ more vào đằng trước như công thức cô vừa chỉ cho các bạn. Thì câu 1 cô chọn được ý D. Sau câu 1 chuyển cho cô sang câu 2 của chúng ta. Hữu dịch là ở trong cái căn hộ của tôi thì có hai phòng. Cái phòng rộng hơn thì được sử dụng làm phòng khách. Vậy thì cô sẽ có mặc dù, đúng không? Mặc dù ở bốn đáp án của cô đều có the, nhưng câu này của cô không phải có the là dùng so sánh hơn nhất. Bởi vì khi nó so sánh giữa hai đối tượng với nhau nó chỉ dùng so sánh hơn thôi. Vậy cô sẽ dùng đó là the latter of which. Cô chọn được câu 2 là ý B. Sau câu 2 chuyển được cô sang câu 3 của chúng ta. Với câu số 3 của chúng ta có the là so sánh hơn. So sánh hơn của từ far của chúng ta bất quy tắc, nó không thêm error. Nó sẽ đổi thành farther hoặc further. Vậy dịch là Cần Thơ thì xa Sài Gòn hơn là Biên Hòa. Vậy câu này của cô sẽ là xa về địa lý. Xa về khoảng cách địa lý cô sẽ dùng farther. Thế còn từ further cho những cái xa sâu hơn về mức độ nhá. Xong câu 3 chuyển được cô sang câu 4 của chúng ta. Câu 4 bạn sẽ căn cứ bằng the và căn cứ bằng sooner. Vậy cô sẽ có là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì bên này cô cũng sẽ phải the cộng tính từ so sánh hơn. Mà early mặc dù có hai âm nhưng người ta xếp nó vào trạng từ dài. À, sau vậy là xếp vào trạng từ ngắn. Bởi vì bản thân nó có đuôi đi, cô chọn được câu 4 là ý C. Sau câu 4 chuyển được cô sang câu 5 của chúng ta với the harder. Thì bên này chắc chắn của cô phải dùng the. Mà sau the phải dùng với dạng so sánh của tính từ so sánh hơn thôi. Thì cô bỏ ý A vì nó có so sánh hơn nhất. Chờ tiếp này cô bỏ ý C vì nó không có the. Vậy cô sẽ có poor là ngắn thì không dùng more. Vậy cô bỏ lốt ý D. Cô chọn câu 5 là ý B. Sau câu 5 chuyển được cô sang câu 6 của chúng ta. Câu 6 cô sẽ có bên này của cô có the more rồi. Bên này cô sẽ dùng the. Chờ chúng ta sẽ có này. Từ rich của chúng ta là tính từ ngắn không thêm more. Ý C sai. Ý D sai. Vậy cô còn A và B. Nó sẽ có từ rich là ngắn thì nó thêm richer vào thôi, thêm error vào, đúng không ạ? 6 ý A. Sau câu 6 chuyển được cô sang câu số 7 của chúng ta. Câu giải dịch mặc dù là có một cái kích cỡ khá là, mặc dù có cái kích cỡ nhỏ hơn, nhưng mà biển Ấn Độ thì làm sao? Biển Ấn Độ Dương thì làm sao? Có độ sâu bằng với, đúng không ạ? Bằng với Thái Bình Dương. Vậy thì cô sẽ có với câu số 7 của chúng ta, ở đây cô cần so sánh bằng. So sánh bằng nhá, chúng ta sẽ có công thức như sau. Người ta dùng the same, sau the same cộng với phải cộng với danh từ xong mới đến s. Vậy ở đây của cô deep, từ deep đang là tính từ nên cô sẽ không chọn ý B, đúng chưa? Ý C của cô nếu dùng as thì vế đằng trước của cô phải có s và không có error, ý C sai rồi. Rồi cô sẽ còn ý A và ý D. Ý A và D giống hệt nhau, chỉ khác là ý D nó chèn thêm động từ vào thôi. Thì cô sẽ có từ này của chúng ta mới đóng vai trò làm chủ ngữ ở đâu câu, cô thiếu cả động từ với cả tính từ nữa. Cô chọn câu 7 là ý D. Xong câu 7 chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Câu số 8 chúng ta sẽ có câu này của chúng ta như sau này. Sharon rất là khác so với những người phụ nữ mà tôi biết. Vậy thì với câu này của chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Câu số 8 ở đây cô cần Sharon, chúng ta đóng vai trò là chủ ngữ. Ở đây cô cần động từ. Vậy nếu cô cần động từ thì cô sẽ không chọn ý A vì A của cô different là tính từ, đúng không ạ? Ý B của cô nó là khi nó đã dùng as đằng sau nó phải có s. Với thứ hai là nó thiếu động từ, ý B cô không chọn. Ý D nếu em dùng mơ đằng sau nó phải có the, ý D cô không chọn. Cô chọn đáp án là ý C với từ differ đóng vai trò là động từ. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu 9 của chúng ta. Câu số 9 là cái này là cái đẹp hơn nhưng mà nó có giá, đúng không ạ? Nó có giá cao gấp đôi cái kia. Vậy với câu này của chúng ta phải dùng so sánh gấp bội. So sánh gấp bội nó sẽ áp dụng bằng công thức như sau, đó là số ra bội. Đằng sau số ra bội cộng với S cộng với số ra bội này cộng với S cộng với much hoặc many cộng với s. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu 9 là ý B. Xong câu 9 chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu số 10 vế này của cô có s rồi thì đằng trước chắc chắn cô phải dùng từ as. Thứ hai nữa là từ books của cô là danh từ, books là danh từ đếm được. Nếu đếm được thì cô sẽ không chọn B, không chọn C. Được, vậy cô sẽ dùng ý A hoặc ý D. Ý A hoặc ý D bây giờ cô sẽ có vừa nói với em là nếu đằng trước nó có as, đằng sau nó cũng phải dùng as. Vậy câu 10 cô chọn được ý A. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã chữa được cho bạn được từ câu số 1 đến câu số 10 rồi. Từ câu 11 trở đi xin mời em dõi chuyện trong phần video tiếp theo nhé.